Và tiếp theo chương trình, mời chúng ta hãy vỗ tay theo nhịp bài hát Câu Chuyện Nhỏ Của Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng cùng với sự thể hiện của câu lạc bộ dân vũ xã Đông Á. Xin mời quý vị cùng đón xem. Hát với em về cuộc đời.
khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ phút giao thừa đón chào năm mới, năm 2021. Chúng ta bước sang thập kỷ mới của thế kỷ 21. Thay cho lời cảm ơn chân thành sâu sắc của ban tổ chức các câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ chèo và những người chỉ đạo chương trình thực hiện đêm văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị khán giả một tiết mục vô cùng đặc sắc.